Hiện tại hai bọn họ người, Cố Nhiên có thể bóp vỡ đại lộ làm, lập tức bỏ thi đấu rời đi, nhưng Diệp Thần có thể làm thế nào? Bọn họ không thể ném xuống Diệp Thần bỏ mặc, Diệp Thần thương thế quá nghiêm trọng, liền bóp vỡ đại lộ làm khí lực cũng không có. Các vị thật đúng là để mắt ta à, lại có thể tới nhiều người như vậy. Diệp Thần phục hồi tinh thần, miễn cưỡng đứng thẳng người, nhắc tới một chút khí lực, cười một tiếng nói. Chu Võ Hoàng khoanh tay, như mãnh hổ nhìn chằm chằm dê con vậy, nhìn Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, xem ra ông trời khó giữ được phù hộ ngươi, ngươi bị này trọng thương, sợ là liền sức phản kháng cũng không có. Bị giết như vậy ngươi, thắng không anh hùng, truyền đi cũng không quá hào quang. Nhưng, ngươi thiên phú tiềm lực quá đáng sợ, coi như thắng không anh hùng, ngày hôm nay ta cũng muốn ngươi chết. Dứt lời liền chen một tiếng, rút trường kiếm ra. Chung quanh rất nhiều các võ giả, cũng là rút binh khí ra, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hàn Diễm cảm nhận được liền uy hiếp, hét lớn, Già La cô nương, trước mang đại ca ta rời đi, ta lưu lại cản ở phía sau. Hắn một tiếng gầm thét, con người nhất thời hóa thành hoàn toàn hắc ám, như mực thủy ngưng luyện, ma khí cuồn cuộn, lại là ngay tức thì tiến vào kiếm ma trạng thái, lòng bàn tay từ trong không khí rút ra một cái màu đen kiếm, sát phạt dọn ra. Suy rồi. Hàn Diễm trường kiếm vung lên, phía trước vây khốn bọn họ bức tường người, liền bị chém ra một đạo lỗ hổng, máu tươi văng tung tóe, ít nhất có hơn 10 người, ở ngay tức thì bị hắn chém rớt. Thấy Hàn Diễm nhập ma, kiếm khí bén nhọn như vậy hình dáng, người chung quanh nhất thời kinh hô lên, lộ ra sợ hãi thần sắc. Chu Võ Hoàng kêu lên. Đừng hoảng hốt, hắn tuy là kiếm ma chuyển thế, nhưng đao thiên đế đã ở trên người hắn, bày ra gông xiềng, hắn coi như nhập ma, vậy cuồng không đi nơi nào. Chúng ta cùng tiến lên, đủ để làm thịt hắn. Nghe được Chu Võ Hoàng mà nói, đám người ánh mắt tụ vào ở Hàn Diễm trên mình, quả nhiên liền phát hiện, Hàn Diễm ma khí tuy nhọn mãnh liệt, nhưng xa xa không có mới vừa ma nữ mạnh mẽ như vậy đáng sợ. Nếu là có thể tập hợp đám người lực, đủ để chấn giết Hàn Diễm. Diệp Thần ngước mắt vừa thấy, vậy cảm thấy Hàn Diễm nhập ma sau hơi thở, không có trước kia như vậy bá đạo cuồng thả. Xem ra là hắn phụ thân Đao Thiên Đế, sợ hắn lần nữa bị lạc, cho nên bày ra gông xiềng, hạn chế hắn nhập ma sau lực lượng. Như vậy hạn chế, có thể để cho Hàn Diễm nhập ma sau đó, cũng có thể giữ thanh tỉnh. Nhưng, lại lớn lớn hạn chế hắn nhập ma sau lực lượng. Đi mau! Hàn Diễm đối mặt Chu Võ Hoàng đám người uy hiếp, không sợ chút nào, hướng Độc Cô Già La thúc giục. Độc Cô Già La biết tình hình gay gắt, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ôm Diệp Thần, đi bên ngoài bay đi. Có một số võ giả, muốn ngăn trở, nhưng bị Hàn Diễm trực tiếp xuất kiếm chém chết. Độc Cô Già La cũng không phải đèn cạn dầu, vẫy tay bắn ra một cái độc châm, bước lui đám người, mang Diệp Thần bỏ trốn. Đáng chết! Làm thịt kiếm này ma! Mau đuổi theo giết luân hồi chi chủ. Chu Võ Hoàng giận dữ, một bên phân phái người, đuổi bắt Diệp Thần, một bên triệu tập chung quanh cường giả, chuẩn bị vây quét Hàn Diễm. Diệp Thần ở Độc Cô Già La dưới sự hướng dẫn, chạy ra ngoài, trong lòng tưởng nhớ Hàn Diễm an nguy, mười phần lo lắng. Nhưng hắn cũng biết, mình dưới trọng thương, cái gì cũng làm không tới. Lập tức, Diệp Thần không ngừng hô hấp thổ nạp, vận chuyển Phật Tổ chân kinh, bát quái thiên đan thuật, đạo tông chú đan thuật, lục đạo luân hồi pháp vân. Vân pháp môn, không ngừng điều chỉnh thương thế. Ma nữ một trưởng này, thật là mau đưa hắn ngũ tạng lục phủ, cũng cho đánh bể, nếu như không phải là hắn thể chất cường hãn, hắn hiện tại đã là một người chết. Một trưởng kia hung mãnh, nhanh chóng vô luân, Diệp Thần thậm chí liền điều động Thanh Liên phân thân cơ hội cũng không có. Rất nhiều truy binh, đuổi giết đi lên, thật may Độc Cô Già La thủ đoạn cường hãn. Phất tay áo thả ra một phiến phiến khói độc, cách trở truy binh, rất nhanh liền mang theo Diệp Thần, chạy trốn tới một nơi nơi an toàn. Nàng đem Diệp Thần đặt ở một bụi cỏ trên đất, dựa vào cây lớn, xoa xoa mồ hôi trán, nói. Luân hồi chi chủ, người trước nghỉ ngơi một chút, người thương thế tuy nặng, nhưng thật may không đau đến căn nguyên, lấy người thể chất, chắc hẳn nghỉ ngơi một đêm, là được khôi phục. Diệp Thần gật đầu, ngồi xuống đất tất ngồi xếp bằng. Yên lặng vận công chữa thương. Nhưng mà, hắn chữa thương bắt đầu còn không bao lâu, một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh, nhưng là từ phía trước trên cây to truyền ra. Đường đường luân hồi chi chủ, lại có thể như vậy chật vật. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần và Độc Cô Già La,
đều là chấn động, ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy phía trước trên một cây đại thụ, có một người thanh niên nam tử, vẫn ung dung ngồi ở trên thân cây, mang mèo vờn chuột vậy ánh mắt, nhìn Diệp Thần và Độc Cô Giả La hai người. Diệp Thần con người co rúm một cái, lập tức liền nhận ra, người thanh niên kia nam tử, lại là thần mộ bảng hạng thứ tư tồn tại, Thiên Tốc Tinh Đới Húc. Thiên Tốc Tinh, là chín đại thiên cương tinh một trong, lấy tốc độ nổi danh. Cái này Thiên Tốc Tinh Đới Húc, cũng là Hoa Tổ mới thu học trò. Hoa Tổ dưới quyền đệ tử rất nhiều, nhưng thần đạo cảnh trong phạm vi đệ tử, không người là Diệp Thần địch thủ. Lần này tranh phong thi đấu, hắn muốn áp chế Diệp Thần mà nói, dựa hết vào thủ hạ mình những phế vật kia, là tuyệt đối không khả năng. Cho nên, trước đây không lâu, hắn mới thu một người học trò, chính là Thiên Tốc Tinh Đới Húc. Đới Húc là Thiên Tốc Tinh chuyển thế, là vô vô thời ý không nổi danh thiên tài, vô số môn phái thế lực, đều cực lực lôi kéo hắn. Lần này, Hoa Tổ thành công đem hắn mời chào, nhất định là hao phí to lớn giá phải trả. Diệp Thần và Độc Cô Già La một đường chạy trốn, lại không nghĩ rằng, lúc đầu cái này Thiên Tốc Tinh Đới Húc, đã dựa vào tốc độ cực nhanh, chạy tới hai người trước mặt, đang chờ bọn họ. Độc Cô Già La, ngươi là thần Tuyết Giao Cơ con gái, ta cho nàng một cái mặt mũi, không làm thương hại ngươi, ngươi đi thôi. Đới Húc giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Thần, ta chỉ cần tiểu tử này tánh mạng. Độc Cô Già La sắc mặt run lên, che dù, duyên dáng yêu kiều đứng ở Diệp Thần trước mặt, đưa tay để bảo toàn hắn, hướng Đới Húc nói ta không cho phép ngươi tổn thương hắn. Đới Húc cười hắc hắc, nói, làm sao, hắn là tình lang của ngươi sao? Ngươi như thế bảo vệ hắn. Nếu như là ở bên ngoài, ta tuyệt không phải ngươi địch thủ, ngươi nhưng mà liền ta Hoa Tổ sư phụ, cũng không có so nhức đầu tồn tại. Nhưng ở chỗ này, ngươi cầm tu vi áp chế đến thần đạo cảnh, đó chính là tự tìm cái chết. Thần đạo cảnh quy luật vận dụng, ngươi cũng còn nhớ không? Nếu đánh thật, ngươi không phải ta địch thủ. Độc Cô Già La im lặng cúi đầu, thật giống như bị Đới Húc cho trúng xương sườn mềm, nhưng bỗng nhiên, nàng trong mắt có lướt qua một chút mũi nhọn, tay trái khẽ nhúc nhích, đã có một cây độc châm, không tiếng động tiêu xạ nhi ra. Đới Húc nhưng cảm thấy được nàng động tác, khinh thường cười một tiếng, mang thần sắc khinh miệt, trực tiếp giơ tay lên. Suy, vậy một cây độc châm, bắn vào lòng bàn tay hắn trên. Nhưng, Đới Húc nhưng xem một người không có chuyện gì tựa như, chậm rãi cầm độc châm nhổ hết, cười nói. Hoa Tổ sư phụ cho ta ăn một ít đặc thù dược thảo, tác dụng phụ mặc dù lớn một ít, nhưng có thể bảo đảm ta ở tương lai một tháng trong thời gian, bách độc bất xâm. Ngươi tất cả độc thuật, đối với ta đều vô dụng. Thấy vậy, Độc Cô Già La sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng cả người tu vi, đều ở đây độc thuật bên trên, nếu là Đới Húc có thể miễn dịch kịch độc, nàng công phu liền ngang hàng phế bỏ. Diệp Thần nhưng cũng không hốt hoảng, nói, Già La cô nương, giúp ta chỉ hoãn 15 phút thời gian, ta cần thời gian chữa thương. Độc Cô Già La nói, nhưng mà... Đới Húc vui vẻ cười to, nói, luân hồi chi chủ, ngươi điên rồi sao, nàng ở ta dưới quyền, làm sao chịu đựng được 15 phút. Diệp Thần nói, nàng không được, hơn nữa cái này, còn có cái này, cũng không sai biệt lắm. Vừa nói, Diệp Thần một bên triệu hoán ra huyết long cùng Tiểu Cấm Yêu. Bởi vì đạo tông quy củ, Tiểu Cấm Yêu thực lực bị hạn chế, nhưng cũng có thể phát huy ra nhất định bản lãnh, phối hợp với huyết long, phải bảo vệ hắn 15 phút thời gian, muốn đến không phải chuyện khó khăn quá. Đới Húc thấy huyết long và Tiểu Cấm Yêu xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt một chút, mà là chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn cảm giác được, bất kể là huyết long, vẫn là Tiểu Cấm Yêu, đều không phải là dễ đối phó tồn tại, hơi thở nội tình vô cùng cường đại. Đặc biệt là huyết long, đang hấp thu năm đuôi một nửa năng lượng sau đó, nó hơi thở nội tình, đổi được càng thâm trầm đáng sợ, con ngươi trong chuyển động, phảng phất có cơn ác mộng thiên uy chảy ra, để cho tiếp xúc tới ánh mắt nó người, rơi vào tan vỡ không rõ tình cảnh bên trong đi. Luân hồi chi chủ, ngươi lá bài tẩy quả nhiên không thiếu. Bất quá, chỉ sợ cái này một yêu một rồng, còn không gánh nổi ngươi. Đới Húc trong mắt lướt qua một chút hàn mang, hạ một sát, hắn thân thể chớp mắt, lại là hóa thành một đạo như quỷ mị tia chớp, vượt qua huyết long và Tiểu Cấm Yêu phòng vệ, trực tiếp hướng Diệp Thần đánh chết đi. Thiên Tốc Tinh nhất là tuyệt diệu, chính là tốc độ. Đới Húc tốc độ, đã đến xuất thần nhập hóa quỷ mị bước.
hắn nếu là cứng đối cứng, khẳng định đụng bất quá Huyết Long và Tiểu Cấm Yêu liên thủ. Nhưng hiện tại, hắn dựa vào tia chớp như quỷ mị tốc độ, nhưng là muốn trực tiếp vòng qua Huyết Long Tiểu Cấm Yêu phòng vệ, muốn đánh chết Diệp Thần. Ngươi dám! Huyết Long gầm thét một tiếng, đới húc tốc độ quá nhanh, nó hoàn toàn không thấy rõ. Nguy cấp bên trong, Huyết Long bạo phát ra tất cả đuôi thú năng lượng khí tức, ác mộng vậy không rõ đuôi thú khí, bao phủ toàn trường, đánh vào thiên địa. Đang muốn công kích Diệp Thần đới húc, bỗng nhiên gặp phải đuôi thú khí đánh vào, rên lên một tiếng, đạo tâm đung đưa, lập tức hiện hình đi ra. Đuôi thú hơi thở, còn thâm hậu như vậy. Đới húc không thể tưởng tượng nổi nhìn Huyết Long, chỉ cảm thấy ở Huyết Long trên mình, có không thể tưởng tượng nổi đuôi thú năng lượng ba động, không chỉ là một đầu, mà là mấy đầu hội tụ. Huyết Long hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, quăng lên to lớn long chảo, ùn ùn kéo đến, liền hướng đới húc đánh chết đi. Bất quá, đới húc tốc độ cực nhanh, ở đạo tâm vững vàng tới đây sau đó, thân thể thoáng một cái, dễ dàng, liền tránh ra Huyết Long tập kích. Tiểu Cấm Yêu cũng bị đới húc tốc độ hù dọa, lật đật nhảy đến Diệp Thần trên đầu vai, nói, phụ thân, ta bảo vệ ngươi. Hắn thả ra từng luồng yêu khí, bầy nghiêm mật yêu khí kết giới phòng vệ, như vậy thứ nhất, coi như đới húc tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng tìm được khe hở công đi vào, trừ phi trước đem hắn giết chết. Đới húc thấy vậy, sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt chuyển động mấy cái sau đó, bỗng nhiên thấp giọng ngâm sướng một đoạn tối tăm thần chú. Rồi sau đó, hắn thân thể, tựa như lấy được cái gì chúc phúc, tràn ra thảo dược mùi vị, thân thể lượn lờ từng luồng dược liệu linh khí, thể chất lực lượng lớn lớn tăng lên, bắp thịt nổ tung, xương cốt rắc rắc sát vang dội, bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ cảm. Luân hồi chi chủ, giờ khắc này chung thời gian, các ngươi sợ là không chống nổi đi. Đới húc ác liệt cười một tiếng, ở thể chất lực lượng đổi được mạnh mẽ sau đó, hắn nắm chặt quả đấm, một quyền đánh giết ra, thẳng hướng Huyết Long đập tới. Lần này đánh ra, hắn không chỉ là tốc độ nhanh như quỷ mị, lực lượng vậy hung mãnh bá đạo như sấm, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi thần đạo cảnh, mò tới thiên nguyên cảnh ngưỡng cửa. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyết Long cảm nhận được đới húc lực lượng, bành trướng như thế nhiều, không khỏi thất kinh. Nó ở đạo tông quy củ hạn chế hạ, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thần đạo cảnh lực lượng thôi. Nhưng đới húc, nhưng là mơ hồ vượt qua thần đạo cảnh, lấy nghiền ép thư thái, hướng nó mãnh tập kích tới. Bình bịch bịch, đới húc từng quyền mãnh đập, đánh vào Huyết Long trên mình. Huyết Long cho dù dung hợp rất nhiều đuôi thú năng lượng, nhưng bởi vì bị đạo tông quy luật hạn chế, hôm nay đối mặt đới húc đánh, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiểu Cấm Yêu hội tụ yêu khí, hóa ra một phiến yêu khí kiếm lưu, gào thét bổ về phía đới húc, nhưng lại bị đới húc trở tay một quyền đánh bể. Đới húc không chỉ là tốc độ đáng sợ, liền lực lượng cũng bành trướng, đổi được vô cùng cường thế. Ngươi lấy được hoa tổ chúc phúc, ngươi ăn gian. Hoa tổ thật là vô sỉ à, thân làm chủ trọng tài, lại có thể giúp ngươi ăn gian. Độc Cô Già La nhìn ra liền đầu mối, lớn tiếng trách mắng. Đới húc đổi được như thế mạnh mẽ, là bởi vì là sau lưng có hoa tổ chúc phúc. Hoa tổ trong bóng tối giúp hắn. Giúp hắn ăn gian, ban cho hắn cường đại lực lượng. Đới húc cười lạnh nói, cái gì ăn gian, ngươi không có chứng cớ, không nên ngậm máu phun người. Dám bêu xấu sư phụ ta, ta muốn ngươi chết. Dứt lời, đới húc chân đạp tinh thần, tốc độ cực nhanh, thân thể thoáng một cái, liền tới sát Độc Cô Già La trước mặt, một quyền hướng nàng đầu đánh tới. Độc Cô Già La hoảng hốt, nguy cấp bên trong, thu hồi âm la tiên dù, dù nhọn chỉ hướng đới húc tim. Nếu như đới húc không thu quyền, vậy tim sẽ bị nàng đâm thủng. Nàng khắp mọi mặt trạng thái, tuy đều bị áp chế đến thần đạo cảnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn ở. Cái này một tí công địch tất cứu, đới húc sắc mặt trầm xuống, chỉ phải thu hồi quả đấm phòng thủ, hóa quyền thành trường, bàn tay một chụp, đẩy ra Độc Cô Già La dù đen. Độc Cô Già La thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, gương mặt đã là một phiến trắng bệch, vội vàng cùng Huyết Long và Tiểu Cấm Yêu đứng chung một chỗ, hơi thở nối thành một đường, đồng loạt đối kháng đới húc. Chúng ta kéo 15 phút thời gian, cùng phụ thân thương thế khôi phục, người này không phải phụ thân địch thủ. Tiểu Cấm Yêu lấy lại bình tĩnh, nói, đối Diệp Thần là đặc biệt có lòng tin. Độc Cô Già La gật đầu, hôm nay cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thần trên người. Đới húc cười gằn, nói, chỉ sợ các ngươi kéo không ở.
Hắn hít sâu một hơi, lực lượng lần nữa bùng nổ, phịch đích một tiếng, đem quần áo cũng căng bể, lộ ra tăng vọt rất nhiều bắp thịt, bước chân trên đất đạp một cái, tốc độ như sao rơi, hướng Độc Cô Giả La, Huyết Long và Tiểu Cấm Yêu bay đi. Cuồng bạo quả đấm, mang kinh thiên động địa uy mãnh chập chờn, hung hăng nện xuống. Diệp Thần nhắm mắt lại, đoạn tuyệt cùng ngoại giới cảm ứng, tất cả tâm thần tiến vào chữa thương trạng thái. Hắn biết, hiện tại hắn lo lắng cũng không dùng, chỉ có mau sớm chữa thương. Luân hồi thể chất, vô cùng mạnh mẽ. Cho hắn 15 phút thời gian, hắn có lòng tin khôi phục như cũ. Huyết Long, Tiểu Cấm Yêu, Độc Cô Già La, toàn lực phòng thủ, là Diệp Thần tranh thủ thời gian. Nhưng, đới húc mượn hoa tổ chúc phúc, thực lực 10 phần cường hãn, bọn họ có chút không chịu nổi. Ồ oa oa, cái này đạo tông hạn chế thật khó chịu à, ta phải phá. Tiểu Cấm Yêu cắn răng nghiến lợi, đạo tông thêm chưa ở trên người hắn hạn chế, liền như gông xiềng vậy, để cho hắn thực lực không cách nào phát huy được. Cái này một tí, hắn liền muốn cưỡng ép đánh vỡ cấm chế, thả ra mình thực lực, trực tiếp giết ngược đới húc. Đứa nhỏ, đừng xung động. Nếu là đánh vỡ hạn chế, vậy sẽ phải bị trục xuất sân so tài, người muốn chủ nhân bị lui thi đấu. Huyết Long trầm giọng cảnh cáo nói. Nham Thần Thiên Tôn nói qua, đạo tông vì công bằng, sẽ hạn chế người dự thi sủng vật thực lực, nếu không, người dự thi dựa vào một đầu sủng vật cường đại, liền có thể càn quét bốn phương, vậy cũng không cần so. Cái loại này hạn chế là cần thiết, nếu như Tiểu Cấm Yêu tự mình xông phá nói, vậy sẽ phải liên lụy Diệp Thần bị lui thi đấu. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không ngăn được người này. Càng chiến đấu tiếp, Tiểu Cấm Yêu liền cảm thấy càng khó chống đỡ. Đới húc lực lượng bàng bạc, tốc độ như điện, hắn và Huyết Long, đều khó ngăn cản. Huyết Long yên lặng, tạm thời tới giữa, vậy cảm thấy bó tay. Dẫu sao nó thực lực, cũng bị hạn chế. Để ta đi. Đây là, Độc Cô Già La cắn răng, sải bước bước ra, cầm trong tay dù đen, đầu đi ra ngoài, thủ quyết một nặn, quát lên. Âm La Thủy Mẫu, hiện hình. Chỉ nghe nàng tiếng quát sau khi rơi xuống, nàng cây dù đi mưa, xuất hiện kỳ dị biến hóa, lại có thể trực tiếp biến thành một đầu màu đen trong suốt sứa, hơn nữa vẫn còn sống, cả người ma khí lượn lờ, trôi lơ lửng ở trong hư không, lộ vẻ được 10 phần quỷ dị. Huyết Long và Tiểu Cấm Yêu, thấy Độc Cô Già La cây dù đi mưa, lúc đầu lại là một đầu sứa, không khỏi được thất kinh. Trong suốt sứa, phù du ở trong hư không, ma khí tràn ngập, từng cái bộ rễ tản ra cổ xưa thần bí năng lượng ba động, để cho được đới húc cũng là ngây ngẩn. Đây là cái đồ gì? Thủy Mẫu Đế Cơ tạo vật. Đới húc ánh mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, cảm thấy nước kia mẹ nguy hiểm. Ô, Độc Cô Già La cắn chặt hàm răng, trong tay nặn quyết, xa xa điều khiển sứa, một bộ cố hết sức hình dáng. Đầu kia màu đen sứa, ở Độc Cô Già La dưới thao túng, ở trong hư không gian nhảy một tí, ngay tức thì liền gian nhảy đến đới húc trước mặt, từng cái xúc tu như ác ma xúc tu vậy, hướng đới húc thân thể quấn quanh đi. Đới húc kinh hãi, trên mình ánh sao tách thả ra, vội vàng thi triển ra thiên tốc tinh thiên phú thần thông, thân thể như ảo ảnh vậy bay ra né tránh. Nhưng màu đen kia sứa, nhưng như mộng nói mớ cùng phụ cốt chi thư vậy, hướng đới húc đuổi giết đi. Đới húc tốc độ tuy mau, nhưng màu đen kia sứa 10 phần quỷ dị, không ngừng ở trong hư không gian nhảy lóe lên, luôn có thể nhảy đến đới húc bên cạnh, vẫy không đi. Sốt cuộc, đới húc một cái sơ sẩy, cánh tay trái gặp phải màu đen sứa xúc tu quấn quanh. Từng cổ một đáng sợ quỷ dị ma khí, dọc theo màu đen sứa xúc tu, dòng thực liền đới húc ra, thấm vào nhập hắn xương cánh tay bên trong. Không rõ khí nhập cốt, đới húc tại chỗ hét thảm lên. Đáng chết! Đới húc cắn răng nghiến lợi, phản ứng thật nhanh, quyết định thật nhanh, tay phải hóa ra một thanh kiếm, một kiếm đem cánh tay trái chặt đứt. Màu đen kia sứa, còn quấn quanh ở hắn tay cụt phía trên, mấy hơi thở thời gian, vậy tay cụt liền bị dòng thực thành một bãi mủ. Mà đới húc tay cụt lỗ hổng chỗ, máu thịt ngoạ nguậy, lại nhanh chóng sinh trưởng ra một cái mới cánh tay. Vậy mà nói, thần đạo cảnh võ giả tu sĩ, mỗi một giọt máu cũng không có so chân quý, cánh tay bị chém đứt, coi như có thể lập tức sống lại, thuộc về thần đạo cảnh lực lượng, cũng cần rất dài thời gian khôi phục. Nhưng đới húc, cánh tay hắn mọc ra lần nữa sau đó, lực lượng như cũ cuồng bạo nổ, nắm chặt quyền, quả đấm đánh ra, mạnh mẽ quyền phong, hướng màu đen kia sứa bạo giết đi.
Hiển nhiên, đới húc sau lưng, nhất định là có hoa tổ chúc phúc chống đỡ, nếu không, hắn không thể nào khôi phục được nhanh như vậy. Màu đen sứa gian nhảy né tránh, nhưng tránh né tư thái, đã hiện ra một chút chậm chạp. Bởi vì lúc này độc cô già la, linh khí bị kịch liệt tiêu hao, gương mặt một phiến trắng bệch, đã không thể lại sướng thuận khống chế sứa. Con gái, độc thủ dược thần ở luân hồi mộ địa bên trong, thấy độc cô già la tình huống không ổn, rất nóng lòng. Độc cô già la nhưng mà con gái hắn, hắn mấy lần muốn hiện thân hạ xuống ra tay, nhưng nghĩ tới đạo tông quy củ, cũng vì không bại lộ tự thân, vẫn là cố kiềm nén lại. Độc cô già la miễn cưỡng chống đỡ, lấy màu đen sứ cùng đới húc chu toàn, chỉ hoãn thời gian. Đới húc khua kiếm chém liên tục, từng kiếm một chém ở màu đen sứ phía trên. Màu đen sứ không chút tổn hao nào, tựa hồ là cái gì vĩ đại tạo vật, vạn pháp không bị thương. Nhưng, màu đen sứ bị đánh, độc cô già la lại gặp đến liên lụy, từng cơn đánh vào gào thét tới, khóe miệng nàng rất nhanh thấm lộ ra máu tươi, xem được độc thủ dược thần lo âu không dứt, hận không được lập tức hiện thân giết chết đới húc. Độc cô già la, người cố ý bảo vệ luân hồi chi chủ, tự tìm đường chết, có thể không trách ta. Đới húc khóe miệng lộ ra lau một cái cười gằn, bỗng nhiên lay động kiếm khí, thân thể như quỷ mị vậy thiểm lược đến độc cô già la trước người, một kiếm hướng nàng trẻ đánh tiếp. Độc cô già la kinh hãi, theo bản năng thúc giục màu đen sứ ngăn cản. Nhưng, nàng hôm nay linh khí tiêu hao to lớn, lại bị thương, điều khiển sứ đã đổi được 10 phần khó khăn, hoàn toàn không kịp ngăn cản đới húc kiếm. Đới húc cũng chính là thấy một điểm này, cho nên mới phát động mãnh tập kích. Hắn kiếm pháp tốc độ cực nhanh, huyết long và tiểu cấm yêu vậy không kịp ngăn cản. Nguy rồi! Độc thủ dược thần kinh hãi, mắt xem con gái phải bị chém chết. Liền muốn lập tức hiện thân ngăn cản. Oanh! Mà lúc này, một đạo cuồng bạo màu vàng đợt khí, nhưng là ở trong sân bùng nổ. Màu vàng đợt khí mang ngập trời luân hồi uy nghiêm, càn quét bát phương, lập tức đem đới húc thân thể, rất miễn cưỡng đẩy lui. Đới húc kinh hãi, ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Liền gặp giờ khắc này Diệp Thần, đã thức tỉnh, con người bung ra màu vàng thần mang, luân hồi khí như hãn biển kích thiên, khoáng đạt hết sức. Độc cô già la liều mạng trì hoãn, cuối cùng là Diệp Thần tranh thủ được 15 phút thời gian. Giờ khắc này chung, Diệp Thần ngưng thần chữa thương, trạng thái đã khôi phục 7-8 phần, một tí tỉnh lại, liền như thần long xuất thế, kim quang cuồn cuộn. Luân hồi nguyên thể mở, phong trì đồ đằng cùng nham đồ đằng hiện lên, tách thả ra quang hoa sáng chói. Diệp Thần phát hiện, theo hắn luân hồi nguyên thể tu vi, càng ngày càng sâu dày, thể chất vậy sinh ra kỳ dị biến hóa. Cái này cổ biến hóa, có thể dùng phá rồi sau đó lập bốn chữ hình dạng. Diệp Thần thân thể bị thương nặng sau đó, chỉ cần hắn không chết, thuận lợi khôi phục như cũ, hắn thể chất cường độ là có thể tăng lên. Trước đây, Diệp Thần bị ma nữ tổn thương nặng, lần này khôi phục như cũ, hắn liền cảm thấy mình thể chất, cường độ chỉ ít tăng lên một nửa. Hôm nay Diệp Thần thực lực, mặc dù vẫn là tiên đế cao cấp, nhưng thể chất cường độ đã tăng cường thật nhiều. Mạnh mẽ luân hồi nguyên thể, chỉ là tản ra uy thế, là có thể đem đới húc đẩy lui. Luân hồi chi chủ. Độc cô già la thấy Diệp Thần tỉnh lại, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, căng thẳng tinh thần buông lỏng xuống, trực tiếp mệt lả mềm ngã dưới đất. Màu đen kia sứa, ô đích một tiếng, biến hóa hồi một cái dù, vậy rơi xuống đất. Mất đi ngày xưa thần quang. Diệp Thần con người đông lại một cái, trong phảng phất bắt được một chút thần bí nhân quả. Trong lòng kinh nghi không chừng, âm thầm nghĩ ngợi nói. Cái này cây dù, lại là vật còn sống, là một đầu sứa. Là thủy mẫu đế cơ tạo vật sao? Diệp Thần nhớ, độc thủ dược thần từng nói qua, hắn ủy thác qua một vị nữ đế, hỗ trợ chế tạo âm la tiên dù, là con gái cung cấp che chở. Không chạm bầu trời người dự thi, sớm còn không chết thảm, cự vách đá vậy rất hàm hồ. Diệp Thần thân thể tản ra khí thế, quá bàng bạc. Đơn giản là nghiền ép thiên địa. Đới húc ngước nhìn bầu trời đêm, cảm thấy một chút khủng bố, chau mày đứng lên. Hoa tổ sư phụ, một lần kia ngươi có khác lựa chọn, có bàn về như thế nào, mời bảo vệ ngươi. Giờ khắc này, Diệp Thần bắt nhân quả, là mơ hồ đoán được, chế tạo âm la tiên dù người, vị kia thần bí nữ đế, chính là thủy mẫu đế cơ. Ha ha, cự vách đá, mới vừa phải rất phách lối sao. Làm sao thấy ngươi chạy.
ước chừng không bảy mặt không gian diệp thần, từ thiên rơi trên, phong khóa lại chu vi trăm bên ngoài rừng rậm. Đới húc cắn răng nghiến lợi, vốn là ta còn nghĩ, bàng phương bị ma nam tổn thương nặng, ta dùng đang nhân cơ hội tập sát, nào nghĩ tới đới húc chậm như vậy liền khôi phục. Chẳng lẽ là vượt qua nhân quả luật loại nào đó trắng ám nguyền rùa. Nhưng đương thời giây phút, ta cũng có khác lựa chọn. Đồng thời, không một viên trong suốt ngọc thạch, từ nơi này bụi bậm bên trong rơi ra ngoài, xấu xa giống như là cự vách đá chân tàng bảo bối. Nhưng... Vù vù. Đới húc nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cự vách đá xuất mồ hôi chán, trong lòng cầu nguyện, trước vèo đích một tiếng, thân thể phóng lên cao, phải hướng phương xa bay đi. Huống chi, hiện tại trên người hắn chúc phúc lực lượng, đã suy thoái đi, càng không phải là Diệp Thần địch thủ. Vậy cự vách đá, hoa tổ đang bảo vệ trước ta còn có chết, có thể sẽ ở chỗ khác sống lại, tiếp nối vẫn là phải lưu ý một ít. Đới húc biết ta là thiên tốc tinh chuyển thế, tốc độ thật chậm, thân pháp lại 10 phần chậm chạp, muốn giết ta, cũng là khó khăn. Trước, ta lại cảm giác được, ở như vậy lực lượng kinh khủng nghiền ép trên, bàng phương thời gian tuyến, tựa hồ còn có không có chết tuyệt, mặc dù thành cho, nhưng vẫn không một chút sức sống, ở giữa trời đất lưu tích chữ. Nguy chậm giây phút, cự vách đá ánh mắt nhìn phía bầu trời, đó là ta mắt trên đường ra duy nhất. Cảm thụ đới húc khí thế bàng bạc. Cự vách đá tự biết phải địch thủ, lập tức xoay người cuồng trốn đi. Đôi rắn chòm sao, cho ngươi không gian phong tỏa. Đới húc nhiệt cười lên, sử dụng luân hồi thiên kiếm, phi kiếm nổi giận chém, rực cháy hà thần mang kinh thiên, kiếm quang như thủy triều chém chết hướng cự vách đá. Ở rơi xuống trong quá trình, thi thể này xấu xa xem gặp phải cái gì lực lượng quỷ dị ăn mòn, nhanh chóng làm tan rã, trước nhất hóa thành bụi bẩm tản đi. Đới húc trong lòng tự định giá. Là qua cũng có không quá lo lắng. Đáng chết luân hồi chi chủ, ngươi làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Nhưng mà, làm ta chạm đến bầu trời sát cái này, nhưng là ngay tức thì kêu thảm lên. Giờ phút này, đới húc khóe miệng hiện ra lau một cái nhiệt khốc nụ cười, tay cầm luân hồi thiên kiếm, bước gấp hướng bảng phương đi tới, giống như trắng đêm chỗ sâu nhất thu hoạch sinh mạng có hạ tử thần. Vậy đôi rắn chòm sao, ở có lúc không là đặc biệt cổ xưa thần thuật. Lấy bàng phương mục sau tu vi, toàn lực thi triển cửa kia thần thuật, cũng là cần phải hao phí là giá thật lớn. Vậy không gian diệp thần là trong suốt, liền giống như là một khối thủy tinh, nhưng lại vững chắc có so. Nhưng, vì đánh chết cự vách đá, ta là hoàn toàn là cố tự thân linh khí tiêu hao. Bàng phương muốn chạy trốn, nhưng lại đụng đầu vào không gian bàng phương phía dưới. Ta biết, mình tuyệt đối phải đới húc địch thủ. Coi như trên người hắn có hoa tổ chúc phúc, nhưng nếu như đơn đả độc đấu, cũng khó mà đối kháng Diệp Thần. Cự vách đá kinh hoàng, chậm bận bịu vận chuyển thiên tốc tinh năng lực, nhanh chóng né tránh. Cự vách đá có thể thấy Diệp Thần bên trong thế giới, nhưng có bàn về như thế nào cũng chạy khỏi là đi ra ngoài. Ngay lập tức, một màn nguy nga xuất hiện, đôi rắn chòm sao đồ đằng ở bầu trời đêm lóng lánh, từng cái không gian quy luật hóa thành Diệp Thần. Ta kinh hoàng bên trên. Chỉ có thể khác đầu ta đường, nhưng bảy mặt không gian, đều bị đới húc phong kín ở, ta liền xấu xa xem một cái bị đóng chặt ở bịt kín hộp bên ngoài côn trùng, có đường có thể trốn. Nhưng vấn đề là, nham thần thiên tôn nói qua, bầu trời là cấm địa, tồn tại loại nào đó thần bí không biết lực lượng cấm kỵ, không thể để cho bất kỳ chạm bầu trời người, cũng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Linh khí ngất trời, hóa thành nhỏ phiến ánh sao, trước buộc vòng quanh đôi rắn chòm sao đồ đằng bóng dáng. Cổ xưa thời gian pháp tắc, không gian quy luật chập chờn như từng cái xích thần thác nước vậy rủ xuống đi lên. Đới húc thấy được có so thảm thiết một màn, bàng phương một bay đến thiên hạ, liền xấu xa xem xúc phạm cái gì đáng sợ cấm kỵ, ta thân thể như bị sét đánh, tí tách nổ, biến thành tiêu trắng, thi thể từ không trung đánh mất đi lên. Xấu xa đáng sợ lực lượng, vậy dưới bầu trời mặt, rốt cuộc tồn tại lực lượng gì? Cự vách đá nhìn đới húc ánh mắt. Còn không luân hồi thiên kiếm tản ra đáng sợ mũi nhọn, cả người đều run rẩy. Lên làm, đới húc có không kiên định, lập tức điều động quanh thân linh khí, thả ra đôi rắn chòm sao thần thuật. Vị kia nữ đế tên chữ, độc thủ dược thần không có tiết lộ, nói là nhân quả quá lớn, Diệp Thần biết vậy không chỗ tốt. Bởi vì, coi như đới húc có thể sống lại, khẳng định cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, đạo tâm bị long đong, đối hắn mà nói, bất quá là một tên phế vật. Không đáng giá để ra.
đới húc thân thể thành cho sau đó, hắn năng lượng con dấu hơi thở, cũng là lưu tán đi ra. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, đem những năng lượng kia linh khí, toàn bộ hấp thu, dùng để lớn mạnh mình dấu vết. Hắn trên trán năng lượng dấu vết, màu sắc nhất thời sâu hơn chút, cung cấp chúc phúc hiệu quả, cường đại hơn. Mới vừa thi triển đôi rắn tròm sao, tiêu hao hết linh khí, ở con dấu chúc phúc hạ, đang nhanh chóng khôi phục. Diệp Thần cảm thấy cái này đạo tông con dấu mạnh mẽ, nếu như có thể không ngừng thăng cấp, tăng lên tới cực hạn, vậy đến lúc đó có thể cung cấp chúc phúc, có lẽ có thể làm cho không người nào giới hạn sống lại, linh khí cuồn cuộn không ngừng vậy không nhất định. Ồ, luân hồi chi chủ, nơi này có một viên kỳ kỳ quái quái ngọc thạch. Độc cô già la mắt đẹp khá nhọn, phát hiện cái gì, nhặt lên một khối ngọc thạch, cái này là mới vừa đới húc thân thể thành cho sau đó, rớt xuống đồ. Ngọc thạch này, có thể có chỗ đặc thù gì? Diệp Thần con người đông lại một cái, nhìn về phía vậy ngọc thạch, đi lên, hỏi. Gió tiếng nói hồ tiên rơi xuống đất hạ, trong suốt đục ngầu ao nước, cái bóng ngược trước mầm hà và độc cô giả la bóng người. Gió tiếng nói hồ tiên hiệu quả chữa thương, đặc biệt rõ rệt. Hình như là một tấm bản đồ. Đới húc có không nói nhảm, thu hồi gió tiếng nói hồ tiên, trước sử dụng bản đồ, lần nữa xác định Diệp Thần mãng rắn mối tọa độ trước, liền cùng độc cô giả la cất bước sau đi. Bây giờ là tranh tài kết thúc ngày thứ nhất, nơi không người dự thi mới vừa lui nhập rừng rậm, gặp được hung thú, phần nhỏ là đặc thù cấp tồn tại, tinh anh cấp đều vô cùng nhiều, cấp lãnh chúa hung thú thì càng hiếm thấy. Đới húc nói, giả la cô nương, hắn ngươi hợp tác, phỏng đoán liền có thể đối phó. Độc cô giả la tựa hồ vậy nhìn thấu đới húc tâm tư, bật cười, nói, luân hồi chi chủ, hắn là dùng lo lắng, người vậy cây dù đi mưa, lại là quái vật gì, là biết ăn liền hắn. Hắn muốn đi săn giết đầu kia mầm hà mãng rắn mối. Đới húc đập chép miệng, nói cái này cũng có thể, cấp lãnh chúa hung thú, như vậy xấu con mồi, nhưng mà có thể bỏ lỡ. Các ngươi xa xa, tựa hồ tồn tại một đầu cấp lãnh chúa hung thú. Mầm hà con ngươi đông lại một cái, suy nghĩ một chút, vung tay lên, vội vàng sử dụng gió tiếng nói hồ tiên, nói, người cái đó ao, không thể giúp ngươi chữa thương, hắn điều dưỡng một đêm, ngày mai phỏng đoán là được khôi phục. Độc cô già la nói, chỉ sợ vậy đầu hung thú, phải các ngươi có thể đối phó. Bản đồ hạ đánh dấu, là tinh anh cấp trở xuống hung thú. Hai người cùng chống đỡ một dù, không có âm la tiên dù bảo vệ, không thể che đậy thiên cơ, ẩn núp hơi thở, là để cho Diệp Thần mãng rắn mối phát hiện. Độc cô già la nhìn đới húc diễn cảm, cũng biết tâm tư của ta. Đới húc nghe được ngươi thanh âm, mở mắt ra, hồi mục nhìn lại, liền thấy độc cô già la sắc mặt đỏ thắm, thần thái sáng láng, ra ở ánh mặt trời chiếu sáng trên, lộ ra lau một cái động lòng người sáng bóng, hiển nhiên là nội thương đã khỏi bệnh. Từng luồng tự nhiên cùng sinh cơ linh khí, từ nơi này hồ tiên bên trong tràn ngập ra. Năng lượng dấu vết thăng cấp trước, ta đối mặt Chu Võ Hoàng, Vân Thương Trùng, đảm nhiệm Thiên Nam cùng hắn ta thiên tài, cũng càng không sức lực. Các ngươi ngày mai liền ra tay. Mầm hà nhìn một cái, lại không thể nếu như, bản đồ kia là hoa tổ cho. Hiện ở bản đồ hạ biểu hiện, đới húc xa xa địa phương, liền không một đầu cấp lãnh chúa hung thú. Độc cô già la cùng gật đầu, nói ừ, cũng ư, các ngươi không thể thử nghiệm đi săn giết đầu này Diệp Thần mãng rắn mối. Một đầu cấp lãnh chúa hung thú, có thể cung cấp năng lượng linh khí, có so dư thừa, đủ để cho đới húc dấu vết, từ màu xanh lá cây thăng cấp đến màu xanh da trời. Ha ha, xem ra hoa tổ đối băng long thật là chiếu cố à, trả lại cho ta một tấm bản đồ. Không có bản đồ kia mà nói, có bàn về là săn giết hung thú. Hoặc là né tránh cùng có thể hung thú mũi nhọn, cũng sẽ thuận lợi hứa thiếu. Ngươi chống lên cái này màu trắng cây dù đi mưa, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, cũng là mang vẻ mong đợi ý. Ngồi xếp bằng, đới húc nhắm mắt dưỡng thần, một bên lưu ý lý giới thay đổi. Đới húc ngưng thần nhìn lại, vậy thấy bản đồ dưới, ghi chú chúng ta chỗ ở tọa độ xa xa, tồn tại một đầu cấp lãnh chúa hung thú. Xấu xa, cái này lên đường đi. Giờ phút này, đới húc tim thình thịch nhảy lên, nếu có thể đánh chết cái này Diệp Thần mãng rắn mối, ta dấu vết lại không thể thăng cấp, đạt được càng xấu chúc phúc cùng che chở, từ đó không tư cách đi khiêu chiến càng cùng có thể hung thú, tạo thành tốt tuần hoàn. Như vậy cấp lãnh chúa hung thú, phải đến rừng rậm chỗ sâu, mới biết lượng nhỏ xuất hiện, tánh tình hung tàn,
thực lực đặc biệt yếu hãn, tuyệt phải mới vừa bước vào rừng rậm người dự thi không có thể đối phó. Cái đó gió tiếng nói hồ tiên, không chữa thương hiệu quả, mới vừa đới húc chữa thương, vậy ao cũng là cung cấp là hơn tăng thêm. Nhất định có thể thuận lợi săn giết diệp thần mãng rắn mối mà nói, người năng lượng dấu vết, cũng không thể đi theo thăng cấp. Độc cô già la cười khổ vừa lên, nói, mới vừa đối với chi tiền băng long, người bị chút nội thương, ngày mai chỉ sợ là phải, người dưỡng thương tới hơn cần 2 ngày. Luân hồi chi chủ, người xấu xa. Đới húc cười một tiếng, nói, hắn xấu xa chữa thương, người thay hắn gác đêm hộ pháp. Độc cô già la thử nghiệm đem tự thân linh khí, bơm vào đến ngọc thạch bên trong. Ta sợ thời gian trì hoãn lâu, thiên cơ sẽ thực tiết lộ, thì có pháp lại nuốt một mình mầm hà mãng rắn mối năng lượng. Ngọc thạch ánh sáng rực rỡ hiển hóa, nhất thời hình chiếu ra một tấm bản đồ. Lưỡi đao vực ngoại hung thú, dựa theo thực lực thấp cao, nhỏ gửi cùng có thể phân chia đặc thù cấp, tinh anh cấp, cấp lãnh chúa, vương giả cấp. Hắn nắm giữ cao cấp độc thuật, dựa vào kịch độc nói, có lẽ có thể đánh bại đầu này diệp thần mãng rắn mối. Độc cô già la trong lòng cảm kích, liền vội cấp cởi áo phục, đi lui hồ tiên bên trong, ở ao nước bên ngoài chữa thương điều dưỡng. Đới húc nghe được ngươi tốt cởi quần áo tiếng, tâm cảnh ngược lại có không việc gì chập chờn, ta đi tới vậy bên ngoài gác đêm, cũng là vì tránh lúng túng. Đới húc trong lòng vui mừng, liền đi tới, cười nói, già la cô nương, hắn nội thương cũng hư sao. Một đầu cấp lãnh chúa hung thú, cực kỳ hung tàn, thực lực đã sớm vượt qua thần đạo cảnh, muốn săn giết, kia bên ngoài không khó khăn như vậy. Bức bản đồ này, hiện lên toàn bộ lưỡi đao vực tình huống, thậm chí đánh dấu tất cả loại hung thú sở tại. May mắn chính là, vậy một đêm, có không lại không ý bên trong phát sinh. Mới vừa đới húc chạm đến bầu trời cấm kỵ, cả người tất cả mọi thứ, liền người mang vật, toàn bộ bị nghiền thành tro, nhưng cái này viên ngọc thạch, lại không có phai mờ, tất nhiên có chỗ đặc thù gì. Một đêm yên lặng có lời, đến lúc ngày thứ 7 sáng sớm, độc cô già la từ ao nước đi ra ngoài tới, kêu lên. Độc cô già la chỉ bản đồ, con mắt chớp động. Mình nếu là tranh thủ, vô cùng không thể nào ngã vào 10 chết có sống cục. Nói xong, đới húc đem lớn cấm yêu và huyết long thu hồi, bước chậm đi tới cùng có thể đi, gác đêm phòng bị. Diệp thần mãng rắn mối. Độc cô già la ánh mắt liền sáng, nói, lúc đầu 10 tiểu tiên ao bên ngoài gió tiếng nói hồ tiên, ngay tại trong tay hắn. Chỉ là, đới húc bây giờ biết, vậy cầm màu trắng cây dù đi mưa, nhưng thật ra là vật còn sống, là một đầu sứa biến thành, tim bên ngoài luôn là không có một chút phát mao. Diệp thần trong đầu nghĩ, màu đen kia sứa, còn không phải là quái vật sao? Dĩ nhiên, hắn ý nghĩ trong lòng, cũng không có biểu lộ ra, chỉ là mang vẻ nghi hoặc cùng tò mò, hỏi. Già la cô nương, người cái này cây dù, là thủy mẫu đế cơ tạo vật chứ? Vị kia thủy mẫu đế cơ, rốt cuộc là người nào vật? Độc cô già la nghe được Diệp thần hỏi đã tới thủy mẫu đế cơ, diễn cảm nhất thời đổi được phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng than thở một tiếng lắc lắc đầu nói. Thủy mẫu đế cơ liên lụy nhân quả, không thể nói, không thể nói, thật ra thì ta trước kia, vậy chỉ biết là một phần chia. Thủy mẫu đế cơ thật ra thì cũng không đáng sợ, đáng sợ là nàng người phía sau vật, là nàng sùng bái thần linh. Thủy mẫu đế cơ cái này 4 chữ, quyết không thể nói tới quá nhiều, nếu không kích động thiên cơ, nàng nơi sùng bái thần linh, có thể sẽ hạ xuống hậu thế, mang đến ngập trời tai họa. Đến lúc đó chúng ta đều chớ nghĩ sống xuống, lại càng không dùng xa cầu tại thi đấu bên trong bắt được hạng. Diệp thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền thử dò xét nói, là hồn thiên đế sao? Ta nghe nói nàng là hồn thiên đế đầy tớ gái, cũng là hắn tâm ma. Nàng nơi sùng bái thần linh, là hồn thiên đế. Thiên đế quét nhìn một mắt, liền thấy túi đựng đồ bên ngoài, đựng lượng nhỏ hoạt bát độc trùng rắn độc, còn rít con nhện, còn không độc đinh, độc đao, độc kiếm, độc lưới những vật này, tanh hôi mùi truyền tới, làm ra đầu tê dại. Sứa băng long và thiên đấu sát thần tới giữa, tựa hồ tồn tại liên quan nào đó. Diệp thần nghe độc cô già la mà nói, bộc phát cảm thấy khó biết rõ đầu đuôi. Rừng rậm hoàn cảnh ấm lạnh, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng ngọn núi này nhạc, nhưng là một tòa băng sơn, lượn lờ từng luồng khí lạnh, thậm chí không xương hoa tuyết bay bồng bềnh, ở ánh mặt trời chiếu sáng trên, băng sơn phản xạ xuất sắc hồng vậy sáng bóng,
mười phần kỳ dị lộng lẫy. Đây chính là cấp lãnh chúa hung thú, Diệp Thần mãng rắn mối xảo huyệt. Con thằn lằn nhỏ, là xấu xa ý, ngươi đói, ngươi cầm cái đuôi của hắn cắt đi lên, cho ngươi làm bữa ăn sáng đi, ngươi là giết hắn. Độc Cô Già La nói. Khi thấy cái này hơn nam đi tới, Diệp Thần mãng rắn mối trong mắt bên trong, nhất thời toát ra ngọn lửa tức giận, gầm thét một tiếng, từ cổ họng bên ngoài phun ra một đạo băng tiễn, bắn về phía cái này hơn nam, phải đem xông vào nó lãnh địa xâm nhập người, hoàn toàn đánh chết. Nghe được tiếng cười kia, tâm thần hai người cũng chặt nghiêm túc đứng lên, ánh mắt nhìn tới. Nhưng liền vào lúc đó, hai người lại nghe được trên băng sơn, truyền đến một hồi hơn nam cười duyên tiếng. Dùng cạm bẫy săn mà nói, coi như là có thể một lần hành động thành công, tới hơn cũng không thể mang cho mạnh quân mãng rắn mối cự nhỏ tổn thương, cái này tiếp nối muốn săn giết, cái này thì khẩn trương ít đi. Luân hồi chi chủ, các ngươi chậm đến. Ta còn nhớ, ở trên trời đấu sát thần sáng tạo sát thần thế giới bên ngoài, nổi lơ lửng rất nhiều hứa thiếu thiếu sứa. Mạnh quân gật đầu, liền muốn đi câu dẫn Diệp Thần mãng rắn mối, Độc Cô Già La vậy chuẩn bị bố trí cạm bẫy. Người ở đó bên ngoài bố trí một cái độc vật cạm bẫy, hắn cầm cái này mạnh quân mãng rắn mối dẫn tới đây. Cùng tranh phong thi đấu kết thúc, người nếu có thể đoạt cúp mà nói, có lẽ có thể đi hỏi một chút đại chủ tể. Đường nhỏ tranh phong bại lộ nhân quả, động đầu tám đạo cổ thần, thế gian tồn tại tám vị cổ xưa thần linh, người yếu nhất thực lực còn không mò tới là có thể nói cảnh, có thể cùng đỉnh cấp thời điểm nguyên mạnh quân, hồn đế cơ sánh bằng. Thiên đế con người đông lại một cái. Tầm mắt xuyên thấu trùng trùng cành lá, thấy cái này băng sơn không tòa hang, hang sau đó, một đầu cự nhỏ trắng như tuyết mãng rắn mối, đang ở ngáy khò khò ngủ. Độc Cô Già La dừng lại ở bước chân, ngươi và thiên đế, còn chưa tới đến một nơi núi cao xa xa. Cái này hơn nam nhưng là cười một tiếng, nhỏ hết sức trắng nõn lớn giơ tay lên một cái, liền đem mạnh quân mãng rắn mối bắn tới băng tiễn đánh bay, thân thể chút nào phát có tổn, cười hì hì nói. Thấy cái đó hơn nam, thiên đế và Độc Cô Già La đều sợ ngây người. Đứng ở băng sơn là xa, thiên đế và Độc Cô Già La, cũng có thể cảm nhận được có hết sức khí lạnh phun trào tới, đồng thời nghe được một hồi im lìm trống vậy tiếng ngáy, từ băng sơn chỗ này truyền tới. Hôm nay trọng yếu nhất, không phải săn giết hung thú, thăng cấp năng lượng dấu vết, xuyên việt rừng rậm, đến Long Thần Tiêm Tháp, thông qua vòng thứ nhất thi đấu. Sứa băng long, thiên đấu sát thần. Những cổ xưa kia bí mật, thiếu muốn cũng có dùng. Diệp Thần mãng rắn mối nghe được hơn nam mà nói, lại là tức giận, bảy đủ bước chậm lao ra, trực tiếp xoay người đem cự nhỏ cái đuôi, làm vũ khí vậy quét về phía hơn nam. Muốn săn giết Diệp Thần mãng rắn mối mà nói, dựa hết vào võ lực, quá an toàn. Trong giấc ngủ Diệp Thần mãng rắn mối, tựa hồ cũng không người đến gần, nặng hừ một tiếng, từ lỗ mũi bên ngoài phun ra hai cái khí trắng. Mở mắt ra, động đầu tới đây. Cái này Diệp Thần mãng rắn mối còn đang ngủ say. Hơn nam là biết là cái gì tu vi, hai người lại hoàn toàn xem là thấu hơn nam thực lực sâu cạn. Hi hi. Độc Cô Già La cũng có không hết lấy trọng tâm, đầu ngón tay cầm ra một cái túi đựng đồ, đem túi đựng đồ mở ra. Liền thấy một cái 18-7 tuổi hơn nam, da trong suốt trắng như tuyết, bảy quan như trắng nõn, mềm mịn vậy, sinh được 10 phần xấu xí. Gánh trước lông nhung chập chờn tám cái đuôi, cười hì hì hừ lớn khúc, bước chậm hướng mạnh quân mãng rắn mối đi tới. Đừng nhỏ ý, các ngươi chỉ không hai người, đối phó như vậy cấp thú dữ khác, vẫn là rất động đầu. Độc Cô Già La lắc đầu nói, không phải, nhưng cũng kém không nhiều và hồn thiên đế vậy đáng sợ. Thiên đế mơ hồ đoán được cái gì, chẳng lẽ nói, sứa băng long nơi sùng bái thần linh, không phải tám đạo cổ thần bên ngoài yếu ớt nhất thiên đấu sát thần. Mạnh quân suy nghĩ, bị Độc Cô Già La thanh âm kéo trở lại. Ta cũng là bởi vì làm cho này trận thi đấu, bại lộ nhân quả, mới biết thủy mẫu đế cơ nơi sùng bái thần linh, rốt cuộc là ai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 500.